Hôm giờ cũng suy nghĩ đắn đo, làm xong đây không biết làm ở đâu. Nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng suy đi tính lại thì chắc chút nữa mình cũng chuyển con động cơ mình xuống nhà của Nân, mình trồng cái đậu rồi. Tại Nân ảnh cũng dân địa phương, kệ đi mình đậu đi rồi nó không có đất thì về nhà mình thăm gia đình. Xuống anh Nân thì nó có hai đường đi. Cái đường đi thứ nhất là mình đi thẳng luôn qua tới 5-6 cái cây cầu, mà đường nó cũng hẹp. Cái đường thứ hai mình qua hai cái cống nhưng mà mình chạy đường sông bự nó thoải mái hơn, thì chắc mình đi cái mình chịu khó mình vô hai cái cống chạy cho nó khỏe. Qua này mình làm miếng đất rồi cũng sớm lắm mà mình cũng chưa biết đi đâu nên nằm đây mình cũng tính toán lại rồi mình mới đi. Giờ mình chuyển đi cái nó cũng xa xôi rồi chuyển mất thời gian, nhưng mà giờ nó không có đất biết sao giờ, chỉ còn cái đường đó thôi. Thôi thì cũng sẵn đây mình cũng mời bạn bè xa mình đến nhà của anh Ân, thì cũng bạn xem clip mình thường thì chắc cũng biết nhà anh Ân rồi. Này cái ớt trái quá tài, này cây quế. Giờ mình sáng ngày hôm qua cũng giao lưu với anh em ở đây nè, qua cũng không có ăn cơm nữa, sáng vợ chiên miếng cơm, ăn cơm xong cái mình đi. Thôi sáng đây mình mời bạn bè xa dùng mình cái buổi sáng. Cái đường hôm bữa mình chạy vô á, đi cái đường này thì nó giống như nó gấp đôi cái đoạn đường mà 6 cái cầu á, mình chạy đường ngoài này nó khỏe hơn. Đường này thì nó chống tải mình đi cho nó khỏe. Chạy tầm khoảng chừng 10 phút là mình quẹo vô nhân kinh chạy trong đường giống như nãy nữa là tới nhà anh Đăng á. Ôi ôi, mới chạy có bữa hai bữa mà lên ga luôn rồi. Nhỏ nhỏ rồi em ơi, ga nhỏ ơi.
Hôm nay anh đang làm việc thường không chị? Đủ ăn không? Chắc đủ ăn, đủ gạo mà. Đủ gạo ăn ha. Này anh đào cái gì ta? Đào cái ao hay gì? Này đi đem tấm giấy theo rồi ha. Đào ao nuôi cá hay vậy? Có ba hả? Này anh dỡ xuống mấy thước không anh? Im quá ha. Làm mà chủ nhà cho phê uống thấy là im rồi. Chán là mấy ly vậy? Này làm chừng tiếng rồi hết hả? Này tùy khu rang hả? mới thay hay vậy? Hôm nay cái tuần có lực lượng này phụ không? Không. Mình luôn hả? Bữa trên thắng về bữa sau thay luôn. Ừ, thay không hay vậy? Thay cái gắp cái bông quay vô rồi thay luôn cái hai em luôn. Bữa đó anh thắng sửa bông quay về chạy im không? Chạy vậy mà nó nhấc nó vẫn xì bình thường. Nhấc nó xì lên trên đấy hả? Đó. Ủa? Xì xịn đấy hả? Ừ. Rồi anh không đẩy rồi mưa vô làm sao? Đẩy vô chút xíu chạy văng ra rồi. Gì ớn vậy? Sao nó có cây thông nhất lắm không? Có. Ở đâu rồi? Nè cái lỗ này. Vậy là anh chạy tự nhiên xì ra vậy hả? Ừ. Cũng chưa biết nguyên nhân sao luôn hả? Ừ. Biết không bạn bè anh em trong nghề mình có gặp trường hợp này chưa? Ừ. Nhất 90 phải không anh? Nhất 90. Đó tính là nó bể cái phốt đó không? Bể ừ. Phốt nhất 10 là nó ép dưới nó ừ. Mới trào lên. Đây là cái chỗ cây mình thông nhất á. Rồi thang lành rồi nó không hết rồi mới đem lên thắng làm lần nữa mà cũng không hết luôn. Kỳ vậy tao nhân sao tao không hiểu hả? Nó kỳ cũng ít để bà nó chạy luôn đi. Rồi âm tôi sợ mưa vô rồi có sao không á? Nhiều đủ như vậy và giọt thôi chứ nhiều. Vô thấy vậy nước mưa nhiều đó ông ơi. Trộn với lại nhớt mình á. Cái này nó nhớt đâu đó nè. Con xin đâu đây quá. Nè. Con xin này nè. Định con xin này rồi. Thôi làm đi. Cái này cũng không phải là anh đào nguyên một cái ao đất mới à, giống như có hai clip ở đây, một clip bên đây, một cái clip nữa rồi bên chính giữa này cái đường mương rất là sâu rồi anh tém hai bờ lên cao cao đó rồi đất nó dư cái mình đưa xuống đường mương lại đặng phả cho nó càng càng lại bớt á. Này cái đầu mương ngang chủ nhà người ta lót cây hai bên hết, anh bỏ đất cho nó không có sạc á. Dạ. Dạ, con giống này là anh bắt của anh Dũng à, bên Sóc Trăng ha. Ờ, của Sơ Dũng rồi nè, Sơ Dũng chứ. Rồi, đó. Rồi, rồi. Của ổng. Cái anh mà mình đào hai ao, ba ao, phân làm hai đó, anh nuôi cá thác lát á. Rồi anh này anh lấy con giống ba bển. Thấy anh Dũng bển nuôi thấy ba quá tay anh ơi, bự không à? Ờ, chứ nó ổng nuôi ba đẻ mà. Ba đẻ hả? À? Còn cái này là anh nuôi rồi anh băng phát ra thị trường hay là nuôi lớn lên? Cỡ lứa này là bán rồi đó. Bán hả? Bán được rồi, bán được hơn á. Sao em thấy con này bự hơn của ổng bán người ta? Thấy bự hơn ổng à? Con này giờ nó 5 phân 6 phân hết rồi. Con này giờ nhiêu con anh? Con này giờ 5 phân 8 ngàn á. Ồ đúng rồi đúng rồi. Ổng nghe ổng nói gì bán con có 2 ngàn hả? Ừ, có con. Dạ. Đẻ ra là ổng dưỡng từng lễ 10 ngày là. Rồi. Cái này anh nuôi bao lâu nó mới bự được vậy anh? Đó. Nuôi bao lâu mới lớn được vậy? Con này 4-5 tháng rồi đó. Dữ vậy hả? Ừ. Nuôi tầm cỡ 4 tháng nó mới lên 5 phần 6 phần được. Dạ. Yeah. Còn 2 tháng 2 tháng ngoài đã lên 3 phần 4 phần à. Cái này nó trốn hết rồi quá. Dở lên lại chạy rồi. Dở lên chạy. Làm cái thế vậy cho nó lên nó trú ha. Cái máng ăn á. À mình bỏ thức ăn lên đây ha anh. Bỏ cá rồi cho nó ăn á. Dạ dạ dạ. Ủa cũng bự dữ ha. Lớn rồi bộ. Xong rồi ha. Chiều mới xuống xe hả không anh? Xuống đó làm gì? Vậy buổi chiều nghỉ hả? Chiều chuyển ra đóng từ nhà cho kia. À vậy chiều đi luôn hả vậy? Chiều đi. À. Chiều đi sáng đi sớm. À rồi. Vậy anh Ân ảnh ghé đây ảnh cũng rủ làm sương sương. Mới câu được hai con cá thì tượng này
một con cá bự bự thôi. Ôi gì anh bự vậy, chết rồi em ơi, anh làm hết hồn nãy anh trển, anh xử lý cho nó chết rồi. Đem ra ngoài này chiên cho nó khỏe, bỏ con trọng cái con cá nó văng ra cái. Chắc chiên con này chín đi, thì chút nữa mình xử con này. À, nhiệm vụ mình nãy giờ cũng lặt rau cũng sắp xong rồi, giờ rửa. Chắc sáng ngày mai mình đậu đây mình cũng về thăm nhà bữa hai bữa là mình nó qua.